Tin giáo xứ Bến Trường Giáo xứ Bến Trường kết thúc tháng hoa dân kính Đức Mẹ Trong tâm tình yêu mến và sùng kính Đức Mẹ Chiều ngày 28 tháng 5 năm 2018 Chú Nhật mừng lễ Chúa Ba Ngôi Giáo xứ Bến Trường long trọng tổ chức dân hoa Tại Đài Đức Mẹ La Vang Cùng tham dự có cha quản xứ Và đông đảo bà con trong giáo xứ Đúng 17 giờ 15 phút Cha chủ sự cùng bà con giáo dân khởi hành từ nhà thờ tiến ra ngoài tượng đài Đức Mẹ La Vang, đi đầu là bình hương, thánh giá nến cao, tiếp đến là các đội hoa, các ban ngành đoàn thể, cha chủ sự, sau cùng là cộng đoàn tham dự. Trong khi tiến ra tượng đài, mọi người cùng hòa chung trong tiếng hát và kinh mân côi để tôn vinh mẹ. Điểm đặc biệt của nghi thức dâng hoa năm nay không chỉ có các em thiếu nhi mà còn có sự tham gia của mọi giới trong giáo xứ và kết thúc buổi dân hoa những cành hoa tươi sinh đặt trước đài mẹ la vang để xin mẹ thương và đồng hành cùng giáo xứ sau khi dân hoa kính đức mẹ cộng đoàn tham dự thánh lễ do cha Giuse Maria Phạm Tường Thành chủ tế